Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở địa chỉ 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình Hà Anh. Bánh xèo này là 35k một cái nha các bạn. Các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Hello con nha. Chào con. Ông bà cô chú trong nhà ngoài nước chào con nha. Chào thím ba năm tháng. Này mặc áo màu này là màu hồng nghe, màu tím ta. Kia là chú Việt đi nắng ngáo luôn rồi, ngáo màu luôn rồi. Cái này là màu gì? Màu trắng. Màu trắng. Hồng đậm chú Việt. Hồng đậm hả? Hay là hồng cánh sen? Bên xèo đi. Đấy, giờ này bên trong được hai bàn nha các bạn. Trắng. Trắng rồi mà trắng. Hai cái này cái đặc biệt hả con? 50k. Quán mở cửa từ lúc 1 giờ trưa các bạn, bán tới tầm khoảng 9-10 giờ tối. Nắng quá. Mưa được có mấy ngày rồi lặn luôn. Nắng mà chú Việt đi về nhức đầu luôn á. Đi về nó phê lắm kìa. Mai chú Việt làm cái bản dán tiễn gia sư cho con với Kiệt. Gán học nha. Thấy không? Gia sư về dạy tại nhà. Mà mình không biết, mình hỏi cô, mình đâu có mắc cỡ đâu. Để mình vô trường mình không biết là mình mắc cỡ với mấy chục bạn luôn, hiểu không? Nên ở nhà mình không biết, mình hỏi giáo viên gia sư đó rồi người ta chỉ cho mình, xong mình vô lớp mình tự tin. Ok ha. Chiều nay tối nay chú Việt về, chú Việt in cái bản tiễn gia sư dán hai bên bánh xèo nhí. Bà con cô bác xem video mà thấy có bạn sinh viên nào hay là giáo viên mà muốn dạy kèm các bạn thì giới thiệu cho chú Việt 0909600116 để ôn lại kiến thức toán lớp 5 cho Hà Anh, rồi lớp kẹt lớp 2 hả, lớp 1 kẹt lớp 1 nha các bạn. Trâm Anh thì hiện tại Okina rồi, giỏi rồi. Rồi ôn lại lớp mẫu giáo cho thứ 3. Tới một chuyện đó, đang nóng nực chọc hồi chửi đó nè. Sao sao buồn? Đâu có buồn đâu. Ai chửi vậy? Thím ba chửi con hả? Cho thím ba chửi cháu tôi hoài vậy? Không có chửi cháu tôi nghe. Mấy ông nội à. Trời. Bên xèo đi. Rồi hôm nay thứ hai đầu tuần nha bà con cô bác. Bánh xèo ngon lành, cành đào giòn gụm nóng hổi luôn. Vàng ươm thơm phức. Ồ, cái này không có giá hả? Khách ăn không giá. Phê. Ok nè con. Hello Nguyên. Hello chị nước mía. Mấy cái luôn chị ơi. Trời ơi. Chị nước mía cười luôn.
này tôm tươi lắm các bạn. Bánh xào đây. Cái này ok chưa? Chú Việt nghe nó thơm thơm rồi nè. Thấy không, nó thơm mà. Bánh xèo đi. Ướt lưng luôn rồi. Quá hầm. Sao à cô ba? Cô ba có vẻ rất là sảng khoái. Nắng quá nắng. Thơm gạo gì, thơm dữ lắm gạo gì. Có một cái nó bốc mùi thơm rồi. Thiệt, chú Việt nghe gió nó bay luôn. Nhưng mà trong ba cái sẽ có một cái là ok na rồi đó. Tại vì nó bay cái hơi lên mà nó nói là báo hiệu là tôi đã giòn rồi. Nè cái này đẹp nè. Lấy cái dĩa nữa là ok luôn. Bánh xào đây. Trời, nay xếp hàng tâm đẹp quá ha. Rồi mới vừa khen luôn. Cái nào cũng ok luôn rồi. Bánh xèo đó. Hôm nay thứ hai đầu tuần sẽ thường thì sẽ không có đông hơn thứ sáu bảy chủ nhật nha các bạn. Hy vọng là hôm nay có một cái gì đó đặc biệt. Bánh xèo nhí sẽ đông tấp nập. Ô quá đã. Và khách luôn tím ơi. Quá ngon. Thì là ngon quá đi. Hôm qua bữa tối lúc chú Việt về á, khách đông không con? Quá trời đó, cái lúc mà vô mấy anh chị sinh viên mười mấy người đó xong rồi về rồi ngồi khách đông không? Lai gai ha. Chỉ vô có khúc chú Việt quay đông rồi hồi là cũng lai gai thôi ha. Để tìm luôn. Bánh xèo đây. Ốc đẹp với kẹt bên trong nhà hả con? Bữa nay ăn liên quan rồi đúng không? Vui không? Ăn gồm có món gì kể chú Việt nghe coi. Gà gán với gì? Có nước không? Bánh kẹo nè, bánh tay với kẹo nè, gà gán nè, với Pepsi hay Coca?
Ờ à, đúng rồi, ăn gà rán là phải ăn Pepsi, Coca là ok na luôn. Rồi Trâm Anh món gì con biết không? Gà rán. À là cũng y xì luôn hả? Còn kẹt. À. Cô Ba có ăn không? Ăn một cái gì? Ăn trăm cái bánh xèo. Ai cua biển đâu rồi, cua biển đâu rồi? Ủa chưa ăn hả? Sao không ăn đi? Không có thời gian mà. Ờ, trời ơi. Không có thời gian, không có thời gian. Thôi đưa chú Việt, chú Việt làm cho. Chú Việt hy sinh thời gian, chú Việt làm cho. Chú Việt về, chú Việt luộc hay là chú Việt hấp gì đó. Ờ, chú Việt xào gì? Gan me nè. Rồi hoặc là gì? Cua sốt tiêu đen. Đó. À. Không sao, chú Việt cái dù 5 con chú Việt mang lên con thôi. Nó vậy chứ sao chứ dễ vậy ha. Mang nửa con thôi. Bánh xèo đi. Giờ này là 5 giờ 35 rồi các bạn. Ông nội đâu rồi con? À. Cô Ba là đang trên thiên đàng quê. Nắng quá nắng mà chịu đâu nổi đâu. Thôi nói một khúc coi. Một khúc là tại sao cô Ba giờ này chỉ biết ngồi cười thôi. Bao nhiêu cái bánh xèo? 50 cái bánh xèo. Buổi trưa lúc mấy giờ? Ba giờ mấy 4 giờ. Cấp tốc lên 5 chảo lửa luôn. Ra đa chảo đầu 6. 5 chảo đúng rồi. 5 chảo lửa. Chiên 50 cái bánh xèo. Nên giờ này cô Ba hơi bị phê. Thôi mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Chiên 50 bánh xèo cho ai thôi? Cho khách. Cho khách, đúng rồi. Bí mật nha các bạn. Nhưng là đã chiên 50 cái bánh xèo là sự thật. Khủng khiếp. Mà buổi trưa nắng lắm. Chiên 50 cái bánh xèo là cũng phải từng tưng luôn á. Quê á. Bà nội kêu. Thứ ba. Bà nội ở trong lạc dao các bạn. Bánh xèo đi chị ơi. Bánh xèo đi. Bánh xèo. Thôi khách. Dạ có. Rồi đi thẳng, để đậu thẳng luôn vậy. Đậu thẳng vô luôn, cặp dách luôn. Xuống chiếc đầu phải không? Ai hồi cho chú diễn viên đi. Này. Uống vô cái trường sinh bất tử không? Thọ tỷ Nam Sơn. Chú mày xin không ra luôn. Không, thuốc này bà nội nói chị nhức đầu hay lắm. Rồi, cảm ơn. Hai bánh mang về luôn. Nắng quá buổi trưa làm con người ta dễ cảm các bạn. Dễ từng tưng. Lâu lâu mình phải có cái gì đó mới chứ chứ. Mình phải có trí tuệ. Đây nè, đây đi. Rồi ok.
Trời, ngon quá trời luôn á. Chết cao lại mất mềm cái gì. Thiệt là đau lòng quá đi. Cái chảo bên này ai còn để nó cháy chảo nè. Bánh xèo đây. Khách luôn, khách luôn, khách luôn. Bánh xèo luôn trai ơi. Đây khách luôn. Mấy cái anh? 4 cái mang về tấm bay. Bốn cái Thanh Kiều Vinamilk. 50 ngàn. Thiếu đi. Ê bạn, bạn lộn lên giùm. Thiệt là cái tình. Tổ chát ghê á. Bó tay chấm cơm. Bánh xèo đi. Đừng có đạp lên nha. Thiệt là cái tình. Này dục đúng không? Không không không, không sao đâu, không sao. Rửa nước lại đi. Ai đang đứng đây đó. Uống viên thuốc vô xong luôn rồi, tới công chuyện rồi. Con ơi kiểm tra bánh này nghe, chú Việt thấy nó khô rồi đó. Bánh xèo đi. Tới con chuyện luôn rồi. Đổ bánh xèo không mà cũng bị đứt dép nữa. Thiệt là đau lòng quá đi. Lấy keo dán sắt rồi dán lại. Đỡ á, ngày xưa ở dưới quê á, chú về mang dép vậy đúng không, bị đứt á, cái lấy cọng dây kẽm á, xỏ ngang cái mang tiếp. Dưới quê mà đi học á, rồi nó bị xước cái quai giữa, cái lấy dây kẽm máng nó lại. Chứ đâu có dán keo dán sắt được đâu, tại dán chút xíu là xúc nữa à. Hy vọng đây là cách. Bánh xèo đi. Rồi. Bánh ok nè con, kiểm tra nha. Chú Việt nghe nó thơm thơm rồi đó. Các bạn có thể đi xe buýt tuyến số 48 nè các bạn. Dừng chân tại ngay chân chỗ xe hơi của chú Sơn luôn. Số 25 Đông Bắc. Đưa rước khách ở đây, sinh viên rồi bà con rồi ở đây. Dữ luôn chưa. Ngon quá trời luôn. Thiệt là ngon. Hả?
À, quá đỉnh. Nhớ tranh thủ ra lấy bánh nha. Hai cô ba ra lấy bánh luôn nè. Vô đổi dép rồi các bạn ơi, bị đứt dép rồi. Nó nóng lên cái nó màu chín ha. Bánh xèo chú ơi. Sao đó giờ này ai cũng chạy xe cứ nhìn một đường thẳng chạy, không chạy không nhìn xung quanh, không nhìn bánh xèo gì chơi. Ta nắng quá sao không nhìn bánh xèo thì cũng nhìn cô ba ăn cái với bà con. Ơi hello anh hàng xóm. Idol của cô ba. Anh hôm trước đó bào ai được bào chứ đừng bào anh đó nghe không. Ngon quá đi, thiệt là ngon quá đi. Ôi rồi thay dép rồi nha các bạn, hy vọng là không có đứt nữa. Không sao đâu, dép kia tại dép là dép Lào thì nó dễ đứt, còn dép qua ngang này không có đứt đâu, hiếm lắm. Rồi rồi rồi, nghe gì không, ông trời sắp mưa rồi các bạn ơi, nghe ổng bùm 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 rồi. Ôi gì vậy, gì vậy? Trời ơi, dính dầu lên camera luôn. Không, chú Việt thấy nó văng ra chú Việt à, không văng vô cô ba. Cô ba mạng thủy mà, dầu đâu có sao đâu. Có chú Việt à. Bánh xèo đó. Cảm giác như nó còn hơi mờ mờ, bà con chờ xíu nha. Ủa kem với mèo nghỉ hè luôn hả chúng ba? Không có nghỉ hè nè. Sao kỳ vậy? Nghỉ học tư mà. Học gì? Học tư mà, với lại đó là mầm non mà. Ủa thì cũng phải cho có nghỉ hè chứ ta. Nghỉ hè các bạn mà lớp mẫu giáo lên lớp 1 á, nghỉ hè. Còn này là nó học lớp trời đó mà
À là coi như mình gửi hoài luôn vậy hả? Rồi khi nào mà lên lớp vô trong học nhà trường dạy mới có nghỉ hè. À bánh xào đi, chuẩn bị kẹt xe luôn rồi trời. Tư lắm cái trường, tư lắm cái trường không cũng phải nghỉ hả? À à à à, bà nội ở trong làm nước mắm à. Đang cho nước mắm vào bịch. Bánh xèo đi, bánh xèo bà nội ơi. Rồi kẹt xe rồi các bạn ơi, xe lớn đã vào rồi, xe lớn đi ra, xe của mấy chú giao thông luôn, xe giao thông mới chạy qua. Bạn của ba hả? Là đang rượt hay là chạy thôi? Đang chạy thôi. Ờ. Mà cái người đó lúc nào đi em đây cũng chạy hết á. Đi mấy lần rồi. Là giao thông luôn hả? Chắc đam mê tốc độ nhưng mà đúng rồi, chạy ở như hôm bữa hôm trước có đi ngang một lần em có nói nè. À, rồi, nhớ rồi. Ủa là mấy em đó đó hả? Đúng rồi, xong rồi tối có bữa đó là hôm sau thì đó em với bà nội đi chợ á, cũng đẹp cái chiều vậy á mà em đang qua lộ nó ghê. Trời ơi. Xe chế gì? Chế nhiêu chạy hết nhiêu là tới công chuyện luôn. Chào vậy con. Hello. Hello. Sao chiên bánh nóng đúng không? Hầm đúng không? Ăn cơm chưa? Sữa nhiều không? Mua sữa nhiêu cao khổ uống cho nó cao. Chú gì hồi chưa ăn rồi, chưa có ăn bánh xèo, ăn mấy cái, còn mình con ăn hai cái luôn. Oh. Hello chú Sơn, cái này sửa chừng nào mới xong chú Sơn? 3 ngày nữa rồi. Mong muốn chú Sơn đem siêu xe bò tót đồ về đây nè. Cái mình qua đây mình mặc đồ đẹp, cái mình qua mình chụp hình ké. Ok. Rồi 63 rồi đó. Có mập sư tử á. Đó, dữ dằn chưa. Chuẩn bị mua đồ mới đi. Thì chừng nào chú Sơn đem về xong cái chú Việt mình mặc đồ mới qua đây chụp quảng cáo xe. Đó. Được không? Quá đã luôn. Bán được một chiếc xe, được một thùng sữa. 2 triệu là hơn thùng sữa rồi chứ. 4 thùng luôn. Quá đã luôn. Cố lên. Sắm đồ mới đi. Đầu tư đồ mới vô. Giờ chuyển qua mình vừa bán bánh xèo xong mình qua mình quảng cáo xe luôn. Chắc mưa quá các bạn. Bên này bắt đầu hơi tối tối rồi. Bánh chín rồi thím ba ơi. Bánh xèo luôn chị ơi. Khách luôn con ơi. Hôm nay đúng đỉnh luôn các bạn. Hà Anh với thím ba đổ bánh xèo quá trời đã luôn. Quá trời giòn, quá trời ngon luôn. Sử dụng từ đã không đúng. Phải nói là quá trời ngon, quá trời giòn, quá trời thơm.
vàng ươm, giòn rụm, thơm phức. Đừng mưa ông ơi. Rồi, mưa chắc luôn. Thấy không? Bây giờ mình hồi mình nhìn hướng này, xem coi bà con đi làm vậy có mặc áo mưa không là mình biết liền. Một cái nữa cho cô luôn. Con gái ơi, một cái bánh xèo cho cô luôn nè. Bắt đầu âm mưu rồi. Một cái cho cô nha. Cái bên trong rồi. Ôi chú Việt có rồi. Chú Việt cảm ơn con nha. Trời ơi, trà chanh ngon chứ gì, ngon nhưng mà ngon. Này là trà đá mà bỏ thêm miếng miếng chanh phải không, gọi là trà chanh nhưng mà nó thiếu đường thôi, nhưng mà cũng được ăn ổ lộng. Uống mùa này cũng được giải cảm á. Ngon quá đã luôn. Cảm ơn con nha. Đây con buồn quá. Bánh xèo đây. Bà nội kêu kìa con. Cái gì, cái gì? Chị má, cho bà nói là trời mưa này chú Diệp bán hết không, mà bà nội con buồn quá. Vậy chú Diệp phải la lên phải không? Bánh xèo đây. Bà con, cô bác, anh chị em ơi, đến đây ủng hộ bánh xèo đi. Tại bánh xèo đi. Bánh xèo đây. Ai cũng đang gấp rút tranh thủ hết trơn á, không có chạy tèn mà tranh thủ về nhà hết trơn nè.
bánh xèo luôn cô ơi. Bánh xèo chú Sơn ơi. Hà anh vô chiên chú Sơn mới ăn kìa. Hy vọng đây là hai khách. Hy vọng. Rất là hy vọng luôn. Hai khách, nhưng mà hai khách của con trai. Ây da. Hôm nay sao vậy ta? Tính gà bán quán cơm chay và anh bán cũng mù cà na quá ha. Các khách quá trời luôn. Bên xèo đi. Đây nè, khách tới lần. Mấy cái luôn chị ơi? 5 cái nóng mang về luôn. Bánh xèo đi. Bánh xèo đi. Cô ba đang dụi lửa hả? Biết lý do sao cô ba mà chiên hồi là lửa tắt rồi. Đừng có đổ thừa mạng thủy nghe. Ba chảo tắt hết, ba chảo luôn rồi kìa. Bao qua bao. 5 cái đó nha con. Bánh xèo luôn em ơi. Lấy thêm mấy cái nữa chị. Lấy thêm 5 cái nữa luôn. Tổng cộng 10 cái luôn. Lấy rau chung hay rau riêng luôn? Lấy rau riêng luôn. Rau riêng là 2 phần 5 á. Rồi, cố gắng lắm nè, cái chảo này nó cũng cháy nè các bạn, cái chảo bên kia tắt rồi các bạn. Cái chảo bên này cũng tắt luôn các bạn. Mấy cái luôn anh ơi. Dạ, nước mắm ở dưới cái bịch đó luôn á, dạ. Còn bịch nữa, còn bịch nữa. Dạ dạ có liền sau lưng luôn. Rau sau lưng luôn. Bánh xèo đi. Mấy cái luôn chị ơi. Một cái mang về luôn. Nguyên ơi cho bịch rau mọng luôn Nguyên ơi. Bịch rau mọng luôn con. Đúng rồi, bên này của chị bên này. Rồi, khách sau lưng luôn. Các bạn hiểu. Ôi sao kỳ vậy?
xèo đây, bánh xèo luôn chị ơi. Không ai thèm nhìn em luôn, giận luôn. Đến nghỉ hè rồi chứ. Ủa nghỉ hè mấy tháng ta? 3 tháng. Là tới tháng mấy du học lại ta? Bây giờ là cuối tháng 8 hay đầu tháng 8? Dạ, cuối tháng 8. Coi như đầu tháng 9 đi. Ủa 1 tháng 8 chú nhớ, chú Việt nhớ là 1 tháng 8 phải không? Tháng 5 mà tháng 6, tháng 7, tháng 8. Ủa nghỉ hè có 2 tháng thôi. Giờ tháng 5, sắp hết tháng 5 rồi. Coi như à, bên xèo đây. Này cũng tranh thủ chạy thẳng không các bạn, không ai nhìn luôn. Tiền này đau lòng quá đi. Trời hai bên đều âm u muốn mua hết trơn rồi. Đứng dậy quá khách ơi, lẹ lên. Bánh xèo đi. Cái bên này cũng ok nè luôn. Cô ba chiên càng ngày càng lên tay các bạn. Này kêu bà nội cấp cho cái bằng mới được. Khách luôn, khách luôn. Ôi ôi ôi, khách luôn, hai khách luôn, bốn khách luôn. Hai em nhỏ nữa thì bốn người, mình tính bốn khách đi, mình tính vậy đi cho nó đông đông xíu. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình. Rồi bye bye các bạn.